làm cho đi. Không, bò cầm rung lắm. Bữa đụng cái này giống đụng mà. À, bữa bò cầm quay vòng tròn trong cái của Quảng Linh á. Nhớ đăng lên đâu? Đăng lên nó quay trong mặt luôn. Nè, cầm đây. Cầm ơi, cầm. Mày qua hôm nay
là đăng lên YouTube á. Bye.